Thanh niên 25 tuổi suýt mất mạng sau bữa ăn tối. Mới đây, các bác sĩ phòng khám đa khoa Hùng Vương, Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi đến cấp cứu với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, tức ngực, huyết áp tụt thấp. Với triệu chứng trên, các bác sĩ nhận định bệnh nhân sốc phản vệ mức độ nguy kịch. Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu bằng phác đồ sốc phản vệ. Sau 4 lần tiêm, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt rất thấp, nổi ban đỏ toàn thân. Các bác sĩ tiến hành duy trì truyền tĩnh mạch liên tục bằng bơm tiêm điện, đồng thời kích hoạt báo động đỏ đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, sẵn sàng đón bệnh nhân. Sau khi duy trì truyền tĩnh mạch liên tục, chỉ số huyết áp của bệnh nhân tạm ổn định và được di chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương điều trị. Hiện tại, tình trạng sức khỏe nam thanh niên ổn định và tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức. Người nhà cho biết trước đó, bệnh nhân ăn tối với thịt trâu, thịt vịt, thịt chó và uống một cốc bia. Sau ăn, bệnh nhân ngứa lòng bàn tay, cảm thấy khó thở, đau đầu. Theo các bác sĩ, bất cứ dị nguyên nào tiếp xúc với cơ thể đều có nguy cơ gây dị ứng từ nhẹ tới nguy kịch. Trong đó, sốc phản vệ là tình huống khẩn cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ mất mạng. Nguyên nhân gây nên tình trạng của bệnh này có thể xuất phát từ việc dị ứng. Qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo khi có dấu hiệu bất thường như mẩn ngứa, ban đỏ, phù mi mắt, môi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau tức ngực, khó thở sau khi dùng thuốc, ăn uống, tiếp xúc, người dân cần tới ngay cơ sở y tế để được chăm sóc kịp thời. Lưu ý, buổi tối ăn quá nhiều thứ khiến bạn có thể sẽ gặp phải một số nguy cơ về sức khỏe. Khoảng thời gian buổi tối là lúc cơ thể không cần phải ăn quá no vì có thể gây đầy bụng và khiến bạn bị mất ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn cứ duy trì thói quen ăn quá no hoặc ăn quá nhiều loại thức ăn thường xuyên vào buổi tối thì nguy cơ cao có thể sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Nhiều người thường chọn thời gian tối là lúc thả phanh với những cuộc vui, ăn nhậu cùng bạn bè. Tuy nhiên, buổi tối nếu ăn quá no thì chẳng những gây đầy bụng mà còn là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nguy hại. Dưới đây là một trong số vấn đề mà bạn có thể sẽ gặp phải nếu thường xuyên ăn tối quá no. Dễ bị mắc bệnh tiểu đường. Sau một ngày dài căng thẳng, buổi tối bạn chỉ nên ăn nhẹ nhàng với một số món ăn lành mạnh chứ không nên ăn quá no, bởi điều này dễ làm kích thích tuyến tụy bài tiết ra nhiều, từ đó làm tăng cao nguy cơ mắc bệnh tiểu đường về sau. Gây béo phì. Nhiệt lượng dư thừa trong cơ thể có thể tích tụ lại sau một ngày nếu bạn không hoạt động nhiều. Lúc này các chất béo tích tụ nhiều hơn và nếu bạn ăn tối thường xuyên với những món chiên rán, dầu mỡ thì nguy cơ mắc bệnh thừa cân, béo phì là rất cao. Gây ung thư đường ruột. Buổi tối mà thu nạp quá nhiều dinh dưỡng thì cơ thể sẽ không tiêu hóa hết được, từ đó gây ứ đọng và sinh ra nhiều chất có hại trong đại tràng. Khi bạn ngủ, nhu động sẽ giảm ít, các chất có hại lưu lại trong đường ruột một thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh ung thư đại tràng vô cùng nguy hiểm. Bệnh mạch vành. Quá nhiều nhiệt lượng dung nạp vào buổi tối sẽ làm cho lượng cholesterol trong máu tăng cao hơn, từ đó dẫn đến tình trạng xơ cứng động mạch và gây ra bệnh mạch vành. Viêm tuyến tụy. Buổi tối ăn no hay uống nhiều bia rượu còn là nguyên nhân gây viêm tuyến tụy cấp tính. Do vậy, bạn nên sửa ngay thói quen này từ bây giờ để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ở tuyến tụy. Cao huyết áp. Bữa tối ăn quá nhiều thịt sẽ làm cho huyết áp tăng cao. Bên cạnh đó, khi ngủ, tốc độ lưu lượng máu giảm chậm sẽ làm mỡ máu tích tụ nhiều, gây xơ cứng động mạch vành. Nhiều cuộc thí nghiệm cũng chỉ ra rằng mỡ máu của người ăn no vào bữa tối thường cao hơn từ 2 đến 3 lần người ăn vừa đủ. Chính vì vậy, bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý hơn vào buổi tối. Việc ăn quá nhiều thứ cùng lúc có thể sẽ dẫn tới rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí ngộ độc thực phẩm do các loại đồ ăn đó phản ứng với nhau. Bạn nên ăn đầy đủ dinh dưỡng vào bữa sáng, có thể ăn nhiều vào bữa trưa và ăn nhẹ vào bữa tối. Đó là một chế độ ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.